4 tháng nay ba mẹ con em ở phòng á, không có ai cung cấp gì hết trơn á. Rồi tiền sinh hoạt này kia, tiền chỗ trọ không bớt một đồng nữa. Phải thất nghiệp anh ơi. 3 tháng trời, 4 tháng trời ở phòng trọ không, không có ai hỗ trợ được cái gì hết. Chưa nhận được cái gì không luôn. Có được, có gì hết, thông tin lên hỏi phòng trọ thử coi có không. Có 15 kg gạo à. Từ hồi dịch tới giờ cho 15 kg gạo thôi. Tân nhưng mà Phước, nhưng mà mạnh thường quân phải cho 5 kg, còn nhà nước hỗ trợ cho được chục kg à. Phải thất nghiệp anh ơi. 3 tháng trời, 4 tháng trời ở phòng trọ không, không có ai hỗ trợ được cái gì hết. Chưa nhận được cái gì luôn. Không có được, có gì hết, thông tin lên hỏi phòng trọ thử coi có không. Ở phường nào, phường nào? Ở Bình Trung Thắng, phường Bình Thắng. À. Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Giang, tỉnh Bình Dương. Là mình làm công dân hay gì? Măng Hồ. Măng Hồ. Giờ ở trong phòng trọ không, giờ thất nghiệp thì không có việc làm, rồi giờ nghe cho về, về mình quá, về luôn. Đâu có hỗ trợ được cái gì đâu. Về quê thì mình làm sống. Gì? Về thì mình sống thì có gì, mình mặn ở dưới mình sống chứ giờ ở trên này mà ở trên này rồi lỡ mà không có gì nữa thì cái đâu hỗ trợ mình ở đâu, nằm trong đó nữa thì sao. Quê mình là ở tỉnh nào? Bạc Liêu. Mình làm ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi chú? Làm cũng đi lên đi xuống cũng 9 năm rồi. 9 năm rồi. Mà đi lên đi xuống là mình ở khu trọ hay gì? Trọ. Yeah. Là suốt 3 tháng rồi là mình không có thu nhập gì luôn. Không có cái gì hết. Yeah. Giờ gần như cạn kiệt rồi, về luôn. Về luôn. Hết tiền rồi đó. Yeah. Phòng trọ thì đóng bây giờ nãy sáng về còn nói không thiếu lại điện nước nữa. À còn thiếu điện nước. Đóng không nữa. Có được miễn giảm gì không phòng trọ? Không gì luôn. Ủa mà sao mấy gói trợ cấp mà mình không được, mình có nói phường không? Có ra phường cái ông phường cái kêu lại gặp trưởng khu phố. Trưởng khu phố cái trưởng khu phố cái lại gặp cái gì ngoài khu phố đó. Yeah. Ai ông bắt qua bắt lại không không tôi nói không vậy thôi luôn. Bây giờ mình tóm lại là gói nào cũng không có. Không có, mình người dân mà mình đâu có biết đâu. Ổng điện qua cái bắt qua bắt lại mình đâu biết đâu. Yeah. Giờ hai người là về quê. Không có gói. Điện điện mà sáu giấy chứng minh đang coi mà bỏ có rồi điện rồi. Đang được đi thì sao nè, mình test covid chưa? Đi lại đây nè, lại test trong này. Hôm nó giữ rồi, hôm là nó test trong phường rồi, trong chỗ trường học nè. Giữ hôm chỗ đem rồi. Là từ đêm qua tới giờ là cô chú ở đây rồi. À. Là kẹt ở đây xong rồi ở đâu? Tới sáng ngày hôm qua tới giờ đó. Tối qua ở đâu? Ở nó giữ vô chỗ cái trường học gì lần này nè. À là vô trong trường học. Dạ. Ba mẹ con giờ về đâu? Em ba mẹ con đi về Kiên Giang. Kiên Giang là hả? Dạ. Đi Kiên Giang mà chạy xe máy luôn. Dạ. Xa lắm đó ta. Dạ. Ở trên đây sao giờ thành phố mở cửa sao không ở lại? Dạ. 4 tháng nay ba mẹ con em ở phòng á, không có ai cung cấp gì hết trơn á. Rồi tiền sinh hoạt này kia, tiền chỗ trọ không bớt một đồng nữa. Sáng thì á, ông chủ nhà trọ còn ra ghi tiền điện, tiền nước lấy từng cắt luôn á. Dạ, mình ở phường nào vậy? Dạ. Phường nào? Xã Bình Hai, xã Bình Chánh. À, ở xã Bình Chánh. Dạ. Huyện Bình Chánh chứ? Nào, Bình Chánh. À, mình sau khi mở cửa thì mình cũng chưa thấy được việc làm mình về hả? Dạ. Hồi trước chị làm gì? Em đi làm công ty. Công ty hả? Vâng. Công ty chưa có kế hoạch mở lại hả? Chưa. Tại em khỏi bạn nhớ rồi, người ta nói là đăng ký vào công ty á, mà người ta nói là chưa có hàng nhập vô á, nhập vào trong công ty, trong xưởng nên chưa có hàng để làm. Mà có làm người ta cũng chưa có sắp ra được. Là cũng chưa xuất đi nước ngoài được. Công ty may mặc hả hay gì? Đinh tai ạ. Đinh tai hả? Vâng. Đến thu sơn giày á, đế giày á. Vậy là 3 tháng vừa rồi mình không có, không được hỗ trợ gì đâu. Không. Tiền lên đây làm mới mấy tháng, cái tiền gửi trẻ em á, 2 triệu một tháng. Rồi chưa tính tiền sữa, tiền ăn, cơm, nước, nhà cửa nữa. Sao đi ba mẹ con không thấy ông xã đâu? Dạ, đó. Ông xã đi sao?
test covid hết chưa gia đình mình? Dạ test hết trơn rồi, chồng em cũng test 2 mũi rồi. Vậy là giờ khó quá rồi, về quê thôi ha. Dạ. Về ở bên nội hay bên ngoại? Dạ bên nội, đi ngoại xa lắm, ngoại tới ngoài Bắc lận. À nghe giọng trước người ta. Dạ. Dạ rồi ăn qua đi. Cảm ơn chị nha. Về tới đâu vậy anh chị? Dạ em về tới Đồng Tháp. Đồng Tháp. À Đồng Tháp là đây là Đồng Tháp. À là nguyên nhóm Đồng Tháp. Mình kẹt ở đây từ tối hôm qua hay sao? Dạ, em mới tới à. Mới tới. À. Em thấy có người kẹt từ hôm qua ở đây. Có hôm kia em có đi làm mà kẹt ở đây nguyên đêm mà xong hoành về em ngủ ở nhà trọ lại nguyên đêm mà em mới hoành lại xuống đây. À là từ hôm kia là đã muốn về rồi. Dạ. Dạ. Là em bị kẹt lại làm rồi em mới hoành về vậy không được. Dạ. Bữa nay em mới về nè. Sao Sài Gòn mở cửa mình không ở lại? Dạ chưa có được làm được. À chưa đi làm, chưa có việc làm. Dạ. Hai vợ chồng đều không có việc làm luôn. Dạ. Đây Đồng Tháp được đi rồi nè. Đồng Tháp về ha. Okay. Rồi người dân Đồng Tháp được về rồi mọi người. Gia đình chở quá nhiều đồ luôn. Nhiều đồ có gì chú? Đó về là nghỉ lên luôn rồi. À nghỉ lên luôn. Ừ, ở dưới có chồng, chồng có cháu, cháu. Dạ. Về quê. Đặc biệt Sài Gòn. Nghỉ lên Sài Gòn thôi. Dạ. Sao mình không ở Đồng Nai mình làm việc tiếp? Chú hả? À, chú đi phụ hồ mà thất nghiệp lâu lắm rồi. Thất nghiệp mấy tháng rồi. Ở trên Tâm Phước á, có 15 kg gạo à. Từ hồi dịch tới giờ cho 15 kg gạo thôi. Tân nhưng Phước mà, nhưng mà Mạnh Thường Quân phải cho 5 kg, còn nhà nước hỗ trợ cho được chục kg à. Không có 50 xu nữa đâu. Dạ. Ở tổ 1, ấp Thiên Bình, Tâm Phước mình đó nè. Tân Phước ở Biên Hòa hả? Ờ. Cho mà không hỏi. Rồi không hỏi. Công ty cho mấy tháng rồi. Dạ, giờ về Sóc Trăng ha. Sóc Trăng. Còn người dân mình. Bệnh nữa con thấy thuốc còn mang ta trên xe kìa. Bị có giấy khám bệnh đầy luôn rồi, giờ trụ không nổi, đủ thứ bệnh hết phải chạy. Gạo này mình được ai cho gì anh? Người ta cho đó. Người ta cho Mạnh Thường Quân cho hả? À, Mạnh Thường Quân cho đó. Ồ, vậy nhà nước có cho được lần nào không? Nhà nước cũng cho mà cho ăn hết rồi. Cho cũng được 30 kg 3 tháng rồi. Dạ. Cái này Mạnh Thường Quân cho nè. Vậy là hai vợ chồng về quê được nhiêu đây đồ á hả? Còn nhiêu gạo đó lấy về hết tiền rồi. Sao ít đồ quá vậy? Có hai bao rồi. Gạo là quan trọng rồi. Thôi ngồi tết chắc cho gạo luôn. Cho. Thất nghiệp mấy tháng rồi anh? Hai vợ chồng nè. 3 tháng rồi. 3 tháng nay rồi đây. Có tiền để hỗ trợ, có tiền để hỗ trợ. Tiền hỗ trợ trợ cấp không có nữa. À, không nhận được hỗ trợ trợ cấp. Mang được cái gì về quê chú? Đem quần áo không à, chứ kêu muối tiêu nè, không cho cháy thì có cái gì xin chấm ăn dọc đường thủ tiêu nè. Về đi cách ly luôn chứ đâu có gì đâu. Mình biết về tỉnh mình đi cách ly. À. À. Mua sắn muối tiêu. Thủ theo không đi cách ly không có gì ăn ấy. Muối tiêu đó con nói thiệt. Dạ. Vậy là bữa giờ ăn cơm chấm muối vậy hả? À, chỉ là lo cho con nhỏ này thôi. Cháu nội có hai ha, bà già nên vậy đó. Mẹ nó bỏ rồi. Thì cho nó về đi học. Hai cô chú này về quê mà không mang được gì nhiều, chỉ có đồ đạc, quần áo, mua sẵn mua tiền. Thì mày tới Trà Vinh chú Sóc Trăng, Trà Vinh Sóc Trăng Cần Thơ mình được mà cùng đường Đức Thọ 1 không à? À chú được yêu cầu mà về tới Mỹ Thuận là chú biết đường gì rồi. À, về tới đâu đó mình biết đường về rồi. Mình tới đây không biết đường đi nè. Mình có đi chung một nhóm nào không hay có hai vợ chồng chú với chú ra thương có hai vợ chồng không mà vừa tới đây gặp người đây là biết dân miền Tây mình không mừng quá chứ thật sự từ Tâm Phước chú ra được là chỉ có hai vợ chồng thôi. À. Mượn người ta giục đồ ra gào dùm nữa đó. Ta chở ra thấy thì nó đè lên sao cho mình đi mà mình bệnh hoạn mình nói mình đi uống thuốc nó thật sự không tin. Có giấy thuốc bệnh viện luôn á. Con thấy người ta về từ hôm qua sao bữa nay mình mới về. Chú không biết. À không biết. Em biết thông tin. Em không biết nhưng mà sợ nó sợ khó khăn hả? Con biết không? Là chú không biết chừng chú thấy ngã ba chị An cái gì á là huyện Vĩnh Cửu á, sao mà bữa nay công an rồi mở đường cho đi quá, là chú mới nói là đi khám bệnh một hai ngày đi là chốt mới biết, nó cho chú đi ra khám bệnh nó kêu đem giấy test vô mình chấp nhận, nhưng mà đồ là gửi rồi kêu nhờ người ta chuyền qua giùm,
là đi ra nó đi khám bệnh đem giấy vô đó. Rồi nó mới cho chú qua chốt. Rồi chú đi chú về luôn á. Chú đừng nay mới mở hôm qua. Đứng đây con. Khổ dữ lắm mà nó đi à, chứ còn không phải là không có gì ở đâu.